thì thường muốn dành một ít thời gian để mà nhìn vào cái tình hình đi tìm kiếm từ Bitcoin trên Google thì rất rõ ràng chúng ta thấy được là trong vòng 12 tháng qua thì cái sự hứng thú về đi tìm kiếm từ Bitcoin trên Google là cao hơn tất cả trong vòng 12 tháng qua các bạn thấy được là cái sự tăng trưởng thì tăng rất là nhanh giống như giá Bitcoin vậy các bạn thấy là bắt đầu là từ đầu tháng 12 đã có cái sự tăng trưởng rồi sau đó chúng thấy là cái tuần từ 20 đến ngày 26 tây tháng 12 cũng là một cái tuần mà có sự tăng trưởng mạnh và bây giờ chúng ta thấy là cái tuần mà ngày 3 tới ngày 9 tây, tuần hiện bây giờ vẫn đang có sự tăng trưởng rất là mạnh. Cái sự tăng trưởng này cũng như là giá Bitcoin vậy, tăng trưởng dần như là dựng đứng lên. Thì đây là một cái dấu hiệu cho các bạn thấy là nhiều người mới đang rất hứng thú muốn tìm hiểu Bitcoin. Khi người mà người mới tham gia vào đó, thì họ sẽ tham gia vào là họ sẽ nghe những cái thông tin trên những cái đài truyền thống như là CNBC hay là họ đọc những cái bài báo liên quan tới Bitcoin. Và sau đó họ có hứng thú muốn tìm kiếm về tài liệu liên quan tới Bitcoin cho nên họ mới lên Google để mà tìm kiếm cái thông tin này Nhưng mà đây chưa hẳn là cái dấu hiệu họ đã đi vào thị trường này Chúng ta thấy cái dấu hiệu thường chia sẻ ngày hôm qua đó Thì các bạn đã thấy là bây giờ thì có nhiều ví Bitcoin trước đây không Bitcoin nhưng mà bây giờ là có Bitcoin có nghĩa là trong thời gian gần đây đó những cái ví đó có thể là thuộc về những người mà trước đây đã có Bitcoin sau đó họ rời khỏi thị trường này. Nhưng mà bây giờ thì thị trường đã nóng trở lại cho nên nhiều người có thể họ đã trở lại thị trường này và họ đã nạp thêm Bitcoin vào ví của mình. Cái ví mà họ có trước đây có thể đó là cái ví chứa lạnh của họ, ví cá nhân vân vân. Cho nên chúng ta mới thấy cái hiện tượng là nhiều cái ví trước đây không có bitcoin nhưng mà bây giờ là có bitcoin tại vì có thể là họ đã trở lại nhưng mà cái dấu hiệu này đó lại không có nói lên được là có nhiều người mới đã bắt đầu tham gia vào tại vì chúng ta thấy được là tuy là hiện tượng đã xảy ra, hiện tượng mà những cái ví mà không có bitcoin bây giờ là có bitcoin đó nhưng mà chúng ta vẫn không có thấy cái hiện tượng là chúng ta thấy nhiều cái địa chỉ ví mới của bitcoin được thành lập. Tuy nhiên chúng ta vẫn chưa thấy cái sự xuất hiện của những nhà đầu tư riêng lẻ. Cho nên chúng ta thấy được là bây giờ thị trường bây giờ so với lại cái đỉnh Đối với thường thì chúng ta vẫn còn cách đỉnh rất là xa Và chúng ta nhìn vào tình hình này trong vòng 5 năm qua đi Có nghĩa là chúng ta nhìn vào bao nhiêu người đi tìm kiếm từ Bitcoin trong vòng 5 năm qua Thì các bạn thấy được là cái chỉ số này bây giờ đó là 60 thì cao nhất có nghĩa là cuối năm 2017 đó là cái chỉ số này lên tới 100 thì chúng ta thấy được là bây giờ chúng ta đã 60% rồi nhưng mà đây chỉ là một trong những cái tài liệu mà thôi thì gần đây Thuận muốn chia sẻ những tài liệu để các bạn nắm được cái tình hình là chúng ta đang ở đâu trong mùa tăng trưởng này nhưng mà nhiều khi chia sẻ nhiều tài liệu riêng lẻ đó các bạn có thể là chỉ nhận được một góc nhìn mà thôi thì sẽ cố gắng tìm cách để mà có thể tổng hợp những tài liệu này để cho các bạn có một góc nhìn chi tiết hơn là chúng ta bây giờ đang nằm trong cái tình trạng gì bây giờ còn cách đỉnh bao nhiêu xa trong cái đợt trang chữ này nhiều người thì cho là chúng ta chỉ cách cái đỉnh là khoảng chừng là 6 tháng mà thôi nhiều người thì cho là chúng ta còn một năm để chúng ta tiếp tục theo dõi tình hình và thường sẽ chia sẻ thêm một số những thông tin hàng ngày với các bạn để các bạn nắm rõ hơn về cái thời điểm bây giờ chúng ta đang ở đâu thì tôi muốn dành một ít thời gian để mà chia sẻ về một cái thông tin đã được đăng trong vòng 24 tiếng hồi vừa qua bạn có thể là nhiều bạn khi mà xem thông tin này cũng có thể là không nghĩ nhiều Nhưng mà cái sự ảnh hưởng rất là lớn Để Thuận chia sẻ một cái chi tiết hơn về cái tài liệu này Đây là tài liệu liên quan tới một cái lá thơ Lá thơ này được gửi từ OCC Thì OCC là gì? OCC là Office of the Controller the Currency Đây là một cái đơn vị mà nhiều bạn cũng đã biết là cái đơn vị mà quản lý những ngân hàng lớn tại Hoa Kỳ và những người nào mà làm việc trong ngành tài chính của Hoa Kỳ cũng đã biết là OCC là một cái đơn vị lớn như thế nào thì đây coi như là một cái đơn vị của chính phủ quản lý ngân hàng lớn và cái đơn vị này đã đưa ra một cái lá thư lá thư này dài là tổng cộng là 10 trang nhưng mà chúng ta không cần phải xem hết 10 trang chúng ta chỉ cần nhìn vào cái mục 1 này đây là cái mục liên quan đến tóm tắt nội dung thì nhìn vào tóm tắt nội dung này chúng ta cũng có thể hiểu được là cái lá thư này muốn nói về những điều gì và những cái bài viết trên trang web như là CoinDesk cũng đã chia sẻ về tóm tắt nội dung này. thì tóm lại nội dung của bài viết này muốn nói về là cái lá thư là cho phép những ngân hàng ở Hoa Kỳ những ngân hàng lớn mà được quản lý bởi OCC. đó chúng ta nói tới những ngân hàng lớn như là ngân hàng Chase, ngân hàng Bank of America, ngân hàng US Bank vân vân. đây là những ngân hàng rất là lớn ở Hoa Kỳ và những ngân hàng này có thể là sử dụng những đồng ổn định stablecoin và những đồng ổn định này phải được Chạy một cái node trên mạng lưới của ngân hàng, có nghĩa là những ngân hàng mà muốn sử dụng đồng ổn định thì họ phải tự chạy một cái node. Cho nên họ mới để là Independent Node Verification Network, có nghĩa là những ngân hàng này họ phải tự chạy một cái node độc lập và có thể sử dụng những đồng ổn định. Và những đồng ổn định, coi như trong lá thư này công nhận là một cái phương tiện di chuyển tài sản, di chuyển tiền. Cho nên các bạn thấy được là họ để là facilitating the flow of money Có nghĩa là ngân hàng có thể dùng độ ổn định để mà di chuyển giá trị, di chuyển tiền bạc ở trên mạng lưới Và ngân hàng có thể dùng những độ ổn định này có thể thay thế những cái mạng lưới mà bây giờ đang được sử dụng Mà chúng ta dùng để gửi tiền thông thường như là mạng lưới SWIFT, mạng lưới ACH, mạng lưới FedWire Cho nên các bạn thấy được là lá thư này chủ yếu nói là đồng ổn định gần như đã có thể là coi như ngang hàng với là những cái mạng lưới như là Swift, ACH và Fedwire thì những cái ngân hàng bây giờ có thể đòi sử dụng độ ổn định nhưng mà cái đòi hỏi là họ phải tự chạy một cái node riêng và họ phải tuân theo những cái quy định như chúng ta đã biết là có KYC có những cái thủ tục để mà chống lại cái việc là rửa tiền nhưng mà những ngân hàng bây giờ là có thể sử dụng những mạng lưới của những cái stablecoin để mà gửi đồng ổn định và đây là một điều mà nhiều bạn có thể nói là tốt cho đồng ổn định tại vì chúng ta không cần phải dựa vào những cái dịch vụ lỗi thời như là Swift hay là ACS hay là Fedwire mà chúng ta có thể sử dụng đồng ổn định, có thể là phí rẻ hơn và nhanh hơn nhưng mà đó chỉ là cái mặt mà chúng ta thấy bây giờ nhưng mà cái mặt khác nữa mà thường cảm thấy là quan trọng hơn hết đó chính là cái sự ảnh hưởng của đồng ổn định thì chúng ta cũng đã biết là Brian Brooks là một trong những người mà rất là có thiện cảm đối với thị trường tiền kỹ thuật số này. Brian Brooks trước đây là tổng trưởng lý của sàn Coinbase, sau đó được qua bên OCC để mà quản lý cái đơn vị này. Và các bạn đã thấy là tổng thống Donald Trump đã hai lần đề cử Brian Brooks để có thể có được 5 năm lãnh đạo OCC và chúng ta thấy được rằng Brian Brooks đã đưa ra rất là nhiều những cái luật tốt liên quan tới crypto, nhất là liên quan đến kết hợp giữa ngân hàng và thị trường crypto. Như là chúng ta thấy được là cách đây không có lâu thì chúng ta thấy là Brian Brooks cũng đưa ra một cái quyết định là những ngân hàng ở Hoa Kỳ có thể là lưu trữ tiền cực số cho những khách hàng của họ. Thì đây là một trong những điều mình thường đã chia sẻ trên channel này nhưng mà cái điều quan trọng hơn khi mà chúng ta nhìn vào cái thông tin liên quan tới những ngân hàng có thể sử dụng như đầu ổn định thì có nghĩa là sẽ mở cửa cho ngân hàng này để có thể tiếp cận tới một cái thị trường rất mới và rất là sôi động đó chính là thị trường DeFi. Các bạn thấy được là thị trường DeFi là một cái thị trường mà chạy chủ yếu là trên mạng lưới của Ethereum và chúng ta thấy cái sự phát triển của thị trường DeFi là một cách phát triển không ngừng. Chúng ta nhìn vào trong vòng một năm qua đi, một năm trước thôi các bạn thấy được là tổng số hóa của thị trường DeFi không tới một tỷ chỉ có 710 triệu mà thôi. Chúng ta nhìn vào xa hơn nữa, là chúng ta nhìn vào năm 2020 đầu năm thì thị trường DeFi các bạn thấy được là không có là bao nhiêu hết nhưng mà cho tới ngày hôm nay thì đã tới là 18,49 tỷ và thị trường DeFi là một cái thị trường mà nhiều người thích tại vì có thể kiếm được nhiều cái lợi nhuận bằng cách ta sử dụng những cái chiến lược thông qua những giá thức khác nhau để có được cái lợi nhuận rất là cao và khi mà chúng ta có đồng ổn định, nhất là đồng ổn định trên mạng lưới của Ethereum, chúng ta nói tới đồng Tether, chúng ta nói tới đồng USDC Thôi không nghĩ là những ngân hàng sẽ sử dụng những đồng như là Tether Tại vì các bạn thấy là những đồng này gặp rất nhiều những cái câu hỏi liên quan tới pháp lý Nhưng mà những đồng như là USDC là những đồng mà có quản lý chặt chẽ hơn Và được công nhận bởi pháp lý của Hoa Kỳ Cho nên chúng ta thấy là những cái đồng như là USDC Những đồng ổn định trên sàn Coinbase, sàn đồng, đồng Gemini Dollar, đồng ổn định trên sàn Gemini Những cái đồng mà có khả năng cao hơn là được chấp nhận bởi những ngân hàng thì họ có thể dùng những đồng đó cũng là trên mạng lưới của Ethereum có thể là tham gia vào những cái ứng dụng DeFi này và đây là một cái điều mà ngân hàng sẽ làm cho mình thấy được là những ngân hàng lúc nào họ cũng muốn kiếm được lợi nhuận cao nhiều bạn có thể là không sống ở Hoa Kỳ hay là cũng không có làm trong ngành tài chính cho nên không hiểu cách làm của những ngân hàng. Những ngân hàng lớn đó lúc nào họ cũng chấp nhận cái nguy hiểm cao nhất để có lợi nhuận cao nhất. Tại sao là như vậy? Tại vì các bạn thấy được là những ngân hàng là những công ty rất lớn và họ có cổ đông và cổ đông lúc nào cũng đòi hỏi là cái cổ phần của họ như là chứng khoán của họ trên sàn giao dịch là phải tăng giá và chỉ khi nào mà ngân hàng kiếm được tiền nhiều thì chúng ta mới thấy là cổ phiếu ngân hàng tăng giá. Cho nên những cái ngân hàng đó các bạn thấy là những người lãnh đạo như là CEO của ngân hàng đi những cái giám đốc lãnh đạo thì thường là họ được bầu cử bởi hội đồng quản trị và thường là họ chỉ được làm trong phạm vi là 2 tới 4 năm mà thôi. Và trong 2 tới 4 năm đó thì những người lãnh đạo phải chứng minh được với lời cổ đông là họ sẽ kiếm được tiền cho ngân hàng. Nếu như mà họ không kiếm được tiền họ sẽ bị thay thế bởi một người khác nếu như mà họ kiếm được ít tiền, họ cũng sẽ bị thay thế bởi một người khác. Cho nên họ quyết định là sẽ chấp nhận nguy hiểm cao nhất để có thể có lợi nhuận cao nhất, tại vì nếu như mà không làm như vậy thì họ cũng sẽ bị mất chức của mình mà thôi. Cho nên chúng ta mới thấy được là những cái tình trạng xảy ra trong những đợt khủng hoảng như là chúng ta thấy năm 2008 tại sao những ngân hàng có thể là cho vay một cách không kiểm soát như vậy tại sao những ngân hàng không có những cái luật lệ gắt dao hơn để chống lại cái việc sụp đổ của tài chính của nền tín dụng năm 2008 thì các bạn bây giờ các bạn có thể là nghĩ ra được thì đương nhiên những ngân hàng lúc đó họ cũng nghĩ ra được nhưng mà họ nhắm mắt nhắm mắt mở tại vì họ muốn kiếm tiền rất nhiều cho nên các bạn thấy được là một thị trường mà đầy nguy hiểm nhưng mà đầy lợi nhuận đó chính là chuyện DeFi cũng sẽ được để mắt tới và những người mà quản lý ngân hàng những người quản lý chiến lược ngân hàng họ sẽ không bỏ qua một thị trường mà rất béo bở như vậy cho nên đây là một trong những cái tác dụng mà thường cảm thấy là không có nhiều những bài viết nói tới nhiều bài viết chỉ tóm tắt lại cái nội dung của lá thơ của OCC nhưng mà cũng không nói rõ là cái ý nghĩa như thế nào cho nên thủ muốn cho các bạn thêm một cái tài liệu để các bạn hiểu hơn về cái thông tin này